Xét thêm mức độ, hành vi phản ứng trọng tài của huấn luyện viên Đức Thắng sau trận đấu tại vòng 22 V-League vừa qua là gay gắt và không đúng mực. Ban kỷ luật VFF đã quyết định đình chỉ nhà cầm quân này làm nhiệm vụ trong hai trận đấu tiếp theo, đồng thời phạt số tiền 5 triệu đồng. Như vậy, huấn luyện viên Đức Thắng sẽ không thể có mặt ở cabin huấn luyện của câu lạc bộ Topelec Bình Định ở các trận đấu gặp Viettel và Sông Lam Nghệ An. Trước trận đấu quan trọng của EHB Đà Nẵng gặp câu lạc bộ Sài Gòn vào ngày 3 tháng 11 tại vòng 23 V-League, ban tổ chức sân vận động Hòa Xuân đã thông báo sẽ mở cửa tự do cho khán giả vào sân theo dõi. Đây là động thái giúp các cổ động viên có thể đến sân đông hơn để cổ vũ đội bóng sông Hàn ở màn đọ sức có tính chất quyết định đến cuộc đua trụ hạng mùa này. Trong khi đó, đối thủ của EHB Đà Nẵng là câu lạc bộ Sài Gòn vừa phải nhận tin không vui về lực lượng khi tiền đạo Hoàng Minh Tuấn đã gặp chấn thương gót chân ở buổi tập mới nhất. Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ, cầu thủ này rất có thể sẽ phải vắng mặt trong 3 trận đấu còn lại ở mùa giải năm nay.